hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2021. Bọn trực tiếp về trại gồm có Bobby Pháp Kem, Bobby Cơ Bắp. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Bò lỡ nhiều rất là đông. Còn có Bobby Pháp Kem, tháng tuổi của bò tầm 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng. Bò lỡ có mấy con bò lỡ 10 tháng. Những khách vui lòng gọi đến số Zalo của trại là 0395162. Một số quý khách tư vấn là 0979762. Để bò cung cấp đầy đủ các giống bò cho khách vào. Để bò mình đã tuyển chọn rồi, những con mẹ lớn rồi. Sau này bà con luôn chất lượng mình đạt rất là cao, xương to đòn dài lưng thẳng. Bò này cũng cơ bắp. Cột chằn là cái xác, cột chằn là cái xác để giật mấy cái móc có đứt gãy móc. Ở cột chằn đúng luôn. Còn nguyên cái lô bò này giao về cho khách rồi. Lô này giao về Cần Thơ. Còn ai giao khách Cần Thơ? Địa chỉ tại em là gần lộ đi tới người chúng ta sẽ nhận của thân tới tới đây còn mới được mở ra anh. Xác luôn. Bò lỡ, tổng cộng đầy bò mình gồm tới 3 bò, 9 bò lỡ lứa. Bò bê Pháp Kem còn đâu nấy bành bành, rất là to, xương cối luôn. Ê anh đứng sáng luôn anh. Rồi vô đây, vô, đi. Rồi, quấn cứng luôn. Con sau cùng là xuống là cơ bắp 6 múi. Đây anh, vô đây anh. Mấy con bò cơ bắp so với cây thường tốc độ thành nó là rất là nhanh. Ở ngoài sau cái bản đồi nó khuyết vô, có cái lằn cơ nó hổng vô là bò 6 múi. Mấy nhìn mấy cơ bắp là xác định là biết ngay. Đích lên múi, cục cục. Đây, màu xám, con màu xám trị, con màu xám trị. Hai cơ bắp. Quý khách có thấy chuẩn bò cơ bắp gì không? Mình có đăng trên màn hình là 0979762870. Số để quý khách tư vấn là 0 0395168767.
bò lỡ, ba bê phóc kèm mình bàn nguyên cái lô bò lỡ phía đây, 8 bò lỡ. 8 bò lỡ với cái lô kia 17 con nữa là nhỏ hơn 1 chấm. Rồi cuối video mình xin cảm ơn quý khách của nhà qua đến với trại ủng hộ chăn nuôi. Một nữa mình lần nữa thì mình cảm ơn quý khách đã đăng ký theo dõi kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Bò bên đây nó đã về bò đẹp.